Nguyễn Phan Chánh, người đưa tranh lụa Việt Nam ra thế giới. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, bút hiệu là Hồng Nam, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1892 tại Hà Tĩnh, tính đến bây giờ là 130 tuổi. Ông là danh họa nổi tiếng trong nước và quốc tế, một trong những đại diện xuất sắc nhất của nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20, người xây nền cho tranh lụa hiện đại. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh có phong cách sáng tác riêng, ông tạo ra diện mạo tranh lụa Việt Nam không lẫn với nước khác. Ông áp dụng kỹ thuật vẽ mảng lớn với nhiều lớp màu chồng lên nhau theo lối nhuộm dần cho đến khi đạt được sắc độ mong muốn. Những mảng màu không tan chảy nhòe hình mà đằm thắm, chắc nịch như hiện lên từ những thớ lụa. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, Nguyễn Phan Chánh để lại hơn 170 tác phẩm. Hầu hết đề tài của ông lấy cảm hứng từ người nông dân, chân thực, đậm đà bản sắc dân tộc. Lịch sử mỹ thuật Việt Nam ghi nhận sự đóng góp lớn lao của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên có tranh vẽ được sử dụng làm tem in ở Pháp. Tranh của ông được trưng bày ở bảo tàng trong nước và bảo tàng các nước như Pháp, Nhật, Singapore và Thụy Sĩ. Ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.